Thưa quý vị, sau thời gian dài vắng bóng thì mới đây, thương hiệu xe đến từ Mỹ Jeep đã có màn trở lại thị trường Việt Nam. Sau đây là những ghi nhận chi tiết từ ekip Trong Thế Giới Xe. Mới đây, công ty trách nhiệm hữu hạn JVA Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức ra mắt showroom xe Jeep đầu tiên tại Việt Nam. Tọa lạc tại quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh, showroom của Jeep được đầu tư cơ sở hạ tầng hiện đại và các trang thiết bị cao cấp. Tại đây, khách hàng sẽ được phục vụ theo tiêu chuẩn hàng đầu, bao gồm bán hàng, bảo hành, bảo dưỡng và phụ tùng. Trong năm 2020, công ty trách nhiệm hữu hạn JVA Thành phố Hồ Chí Minh đã mang về Việt Nam hai dòng xe Jeep được cả thế giới ưa chuộng, đó là Jeep Wrangler và Jeep Gladiator. Với các phiên bản Sport, Sahara and Rubicon. Jeep mọi người cũng đã biết là một thương hiệu rất là quen thuộc rồi. Và Jeep thì nó không dừng lại ở một thương hiệu, mà Jeep còn là một văn hóa. Anh tin rằng với những người yêu Jeep tại Việt Nam thì đây là cơ hội rất tốt để cho những người yêu Jeep có thể có cơ hội trải nghiệm Jeep. Vì trước đây thì trên thị trường thì có rất nhiều sản phẩm Jeep, nhưng mà đa phần thì được nhập về và sở hữu theo hình thức cá nhân. Nhưng việc Jeep chính hãng chính thức ra mắt tại Việt Nam sẽ đem đến những chế độ bảo hành và những ưu đãi. Thì chính điều đó anh tin rằng Jeep sẽ đem lại nhiều cơ hội hơn cho người yêu Jeep, những người fan hâm mộ của Jeep tại Việt Nam. Để nói về thông điệp của Jeep thì anh xin được trích lời của ông Jim Morrison, là một trong những người đứng đầu của Jeep tại khu vực Bắc Mỹ. Ông ta nói một câu rất hay, đó chính là "We build Jeep, but you make Jeep". Thông điệp đó đơn giản chỉ là chúng tôi là những người tạo ra Jeep, nhưng chính các bạn, những người tiêu dùng, những người yêu Jeep sẽ làm nên huyền thoại cho Jeep. Thì anh nghĩ đó chính là thông điệp hay nhất mà Jeep muốn đem lại đến với mọi người. Với Jeep Wrangler 2020, đây là dòng xe biểu tượng của Jeep. Bên cạnh những giá trị nguyên bản cùng khả năng off-road huyền thoại như thiết kế body on frame, sway bar điện tử, đặc biệt là hệ thống khóa vi sai trên hai cầu cứng trước sau, cùng hệ thống dẫn động thông minh TrueLock, Jeep Wrangler là sự kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế chắc chắn, mạnh mẽ cùng các ứng dụng công nghệ tiên tiến, kết hợp các tính năng an toàn hiện đại nhất của một chiếc xe on-road như động cơ 2.0 lít turbo, công suất tối đa 270 mã lực, hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. Trong khi đó, với người anh em Jeep Gladiator 2020 được xem là mẫu bán tải duy nhất trên thế giới có mùi trần. Ngoài việc thừa hưởng những giá trị nguyên bản và các tính năng hiện đại như dòng Jeep Wrangler, Jeep Gladiator sở hữu nhiều ưu điểm vượt bậc như khả năng vận hành mạnh mẽ nhờ khối động cơ V6 dung tích 3.6 lít, hộp số tự động 8 cấp, công suất lên đến 285 mã lực, sức kéo ấn tượng lên đến 3.470 kg, khả năng lội nước vượt trội 762 mm, thách thức triều cường. Thì hiện tại công ty GVA là Jeep Việt Nam Automobiles đang áp dụng chương trình khuyến mãi từ đây cho đến hết ngày 31 tháng 12. Đó là GVA sẽ hỗ trợ 50% phí trước bạ. Đồng thời GVA cũng đưa đến những sản phẩm về accessory đi kèm theo với xe Jeep như là phim cách nhiệt Coolant Light được sản xuất tại Mỹ và một loại phim bảo vệ thân xe PPF hay viết tắt của chữ Pan Protection Film thương hiệu Krisga. Thì bên anh sẽ hỗ trợ 80% giá trị của cái gói phim chống chạy thân xe đó cho khách hàng. Hiện tại mẫu xe này đang được phân phối chính hãng tại Việt Nam với mức giá bán như sau.